Hello, xin chào tất cả cô chú và anh chị. Đầu năm 2024, mình xin chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Đầu năm mới phát tài phát lộc. Video này là video đầu tiên năm 2024. Mọi người xem video thì nhớ đăng ký ủng hộ và comment bình luận xuống bên dưới để ủng hộ cho mình đầu năm mới rực rỡ nhé. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả cô chú và anh chị, đặc biệt là tất cả các chị nội trợ ở nhà đấy, các chị các em gái đấy, làm nghề hoặc là làm nội trợ nhá, không biết sửa tất cả các vấn đề về nước đấy, ống nước, đường dẫn nước bị rò rỉ đấy. Thường thường thì nó rất là dễ và đơn giản thôi, nhưng mà ví dụ như chiếc sự voi như thế này á, thì các chị các em nội trợ mở ra thì cũng không biết xử lý như thế nào, tại sao mà rò rỉ cả đấy, thì là phải kêu thợ đến, thì lúc đó chúng ta lại phải mất tiền đấy. Thì hôm nay sẵn thể là nhà mình có một chiếc vòi bị rỉ đây, ba vợ của mình không biết sửa như thế nào cả, thì giờ sẵn tiện thể là mình sửa cái vòi này cho ba vợ và mình sẽ chia sẻ lên đây cho các chị nội trợ và các em các bác đấy, những ai chưa biết luôn nhé. Nó thực sự rất là đơn giản thôi mọi người ạ, nhưng mà chúng ta mà thuê thợ về thì lại mất tiền trăm nghìn đấy đó. Thì trước tiên là các bạn hãy làm theo mình nhé và tháo cái vòi nước ra đó, tiếp tục là cứ theo quy trình của mình mà làm này, mọi người hãy xem thật kỹ nhé, nó chỉ thiếu một bước rất là đơn giản thôi đấy. Thường thì chúng ta là phải đi mua, nhưng mà bây giờ thì mình sẽ bày cho tất cả mọi người cô chú và anh chị là cách là mình tự làm tại nhà luôn nhé. Ba cái keo nến này này đó, giờ mình lấy cái keo nến này mình có thể làm để cho nước không bị rò rỉ nữa đấy, nó như mới luôn mọi người ạ. Thì mọi người hãy theo dõi và biết được cái tác dụng của cái keo nến này nhé. Đó, thì thường thường là cái vòi nước nó sẽ có một cái van như thế này đó, van cao su như thế này, mà thực ra thì cái lúc mà mình xả nước ở mình thì nó bị tắc nghẽn ở trong vòi á. Các em các chị cái nội trợ thì mở ra đó, mở ra để vệ sinh ở trong đấy thì vô tình làm mất cái răng cao su này rồi đấy, và bây giờ chúng bị rò rỉ nước, không có cách nào để mà làm cả. Thì bây giờ mà nói đi ra để mua một cái răng cao su như vậy thì rất là khó đấy, không ở đâu bán cả, mà mua một cái răng cao su được cũng chẳng ai bán cả. Nên là chúng ta tiện thể thì bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người là chúng ta sẽ lấy một ít keo nến như này đó, một ít keo nến và đổ ra trong giấy bạc như mình lúc nãy đấy đấy, và làm cho nó thành một cái hình đẹp như thế này, và chúng ta cắt ra theo hình dạng giống như hình dạng của chiếc răng cao su đó, đục lỗ y chang như thế này cho mình nhé. Đó mọi người nhìn nó đơn giản như vậy nhưng mà thực sự nó rất là hiệu quả nhé đấy. Cái chất keo nến này này nó rất là dai dẻo và nó bền, nó có thể dính được nữa mà đấy, nó có thể dính được đồ vật rất là chắc chắn mà, nên là nó có chất silicon của cái keo nến này nó có tác dụng rất là tốt nhá, không khác gì cái răng cao su luôn nhá, mình cũng chẳng cần phải đi mua luôn đấy, mọi người cứ áp dụng mà làm. Thế mình đã làm được cái răng cao su như vậy rồi, bây giờ mình chỉ việc vặn vào thôi, rất là đơn giản đó, mình chỉ việc vặn vào như vậy thôi và chúng ta sẽ đưa đi lắp đó. Mình đã lắp xong rồi, giờ chúng ta sẽ đưa ra bồn và lắp nhá. Thì chúng ta sẽ, mọi người sẽ đợi xem là cái kết quả của nó là nó có giọt một giọt nào ra ngoài nữa hay không nhá. Đấy, giờ mình sẽ tiến hành là lắp vào này. Đó, cái này thì rất là đơn giản thôi, không nhất thiết là phải đàn ông hay là thợ gì làm đấy. Các bạn coi xong cái video này là các chị nội trợ là làm đơn giản luôn, hoặc là các em gái làm nghề gội đầu này mi đó có thể tự sửa chữa tại nhà đấy. Còn những bạn có thể là đi mua vòi mới để về lắp luôn thì như vậy cũng được, nhưng mà căn bản là mình muốn tiết kiệm cái tài chính và một số trường hợp nào đó cấp thiết thì là video này sẽ có tác dụng cho mọi người đó. Thì mình không phải là chỉ đến đấy, mình cũng không phải là người tài giỏi gì cả, nhưng mà mong cái video này mình chia sẻ lên thì sẽ có người cần đến và ủng hộ mình đấy, không phải là nói này nói kia thì mình cũng chấp nhận đấy. Mình video này mình chỉ chia sẻ lên để chia sẻ cho tất cả những người chưa biết thôi đó, các bạn thấy chưa? Đấy, mình mở cái răng ra này đó, cái răng cao su này đó, không phải là răng cao su mà có nghĩa là mình làm một cái răng bằng keo nến luôn nhá. Khi mà mình tháo cái răng keo nến ra thì nó lại bị này đó, nước nó chảy ra này. Giờ mình sẽ lắp lại vào nhá.
Đó, giờ mình lắp lại vào mà bị vặn vào thì các bạn sẽ thấy này. Đó, không có một giọt nước đâu chảy ra cả. Dùng lấu dài luôn, bền bỉ luôn, như mới luôn nhé mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe bên gia đình và năm mới phát tài phát lộc. Bye bye, xin chào tất cả cô chú và anh chị nha.